mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Nắng Hà Nội. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở lớp tập yoga. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng tập với cả chị em chúng mình nhá. Rồi, hai tay thẳng tay. Hít vào, gập tay. Gập tay nhiều nhất có thể nhá. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Gập cái ngón tay cái vào trong và xoay cái cổ tay. Rồi và xoay ngược lại. Rồi thả lỏng tay xuống. Thở ra, tay phải thẳng và tay trái qua đầu. Cố gắng ngả cái vai trái ra phía sau. Siết căng cái tay trái. Hít vào, hai tay sang hàng. Thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào. Thở ra, tay phải gập vào tay trái qua đầu, cố gắng hai cái đầu gối hạ xuống ạ, đừng có để nó kéo theo cái tay. Hít vào, thở ra, cố gắng siết căng cái tay phải. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Thở ra, hạ tay xuống. Rồi hai tay đan tay, ép căng cái lòng bàn tay vào với nhau. Thẳng cái lưng và từ từ xoay cổ. Xoay chậm. 1 2 3 4 5. Mông vẫn ở trên thảm ạ.
vào lên, thở ra xoay sang trái. Hít vào lên, thở ra xoay sang phải. Rồi từ từ đẩy thẳng cái cánh tay phải và hạ vai phải xuống ạ. Siết bụng, siết đùi và nâng hai cái chân lên đây. Cố gắng lúc mà nâng cái chân thì hóp cái bụng vào. Rồi giơ thẳng cái chân và tay trái lên. Tay trái cầm lấy cái chân trái, ngả cái chân trái lên như này này, cầm nó sẽ căng hơn. Rồi và từ từ ngả ra, ngả cái chân ra. Không cầm bụng chân. Rồi hít vào lại lên. Dần dần ra rồi hít vào hai tay ra ngang, thở ra xoay sang trái. Rồi đẩy thẳng cánh tay trái và hạ vai trái xuống. Siết bụng, siết đùi và nâng hai cái chân lên. Hai cái chân lên, cái chân nó lên như thế này này. Tay lên, tay cầm cái chân và ngả ra sau. Đúng rồi, như thế chứ phải gập cái chân. Đấy. Chị nói lên không? Đấy, nó sẽ căng hơn ở cái tay này. Đấy. Rồi, hít vào lên. Thở ra, thấy lên như thế nó khác hơn không? Hai tay vươn lên, mắt nhìn lên. Thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Cố gắng dựng hai cái mũi bàn chân lên. Hít vào lên. Thở ra, hạ hai tay xuống, siết bụng, siết đùi và nâng cái hông lên. Cố gắng móc cái bụng vào nhá. Hít vào lên, dựng cái mũi bàn chân lên ạ. Thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Mắt nhìn lên, mắt nhìn lên ạ. Hít vào lên. Thở ra, siết bụng, siết đùi và nâng cái hông lên. Cố gắng hóp cái bụng vào để bảo vệ cuộc sống. Hít vào lên. Thở ra, vâng, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Hít vào lên. Thở ra, hạ tay xuống, siết bụng, siết đùi và nâng cái hông lên. Hít vào lên. Thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Mắt vẫn nhìn thẳng ạ. Từ từ này, hai tay nắm lấy chân, mắt vẫn nhìn thẳng và hướng cái ngực lên. Từ từ bụng chạm đùi cho em đi. Vươn dài người về phía trước, sẽ rất là căng ở cơ gân kheo. Vươn dài người, cố gắng từ từ này, chán thả thả. Rồi hít vào lên. Thở ra hạ xuống. Rồi khép hai chân. Rồi chân phải lên, tay phải lên, mắt nhìn theo tay phải. Cố gắng này, siết bụng, siết đùi để cho lưng thẳng. Mắt nhìn theo tay phải. Và thẳng cái đầu gối lên cho em nhé. Thở ra, từ từ hạ xuống. Hít vào và chân trái lên. Mắt nhìn theo tay trái. Cố gắng thẳng lưng. Siết bụng, siết đùi nhiều hơn. Đây đây này, xuống đây chị ơi. Thở ra, thả xuống. Hít vào và chân phải lên, mắt nhìn theo tay phải. Siết bụng, siết đùi và thẳng lưng lên cho em. Thở ra, thả xuống. Hít vào và chân trái lên, mắt nhìn theo tay trái. Cố gắng thẳng lưng và thẳng cái đầu gối lên cho em. Thở ra, hạ xuống. Hít vào và chân phải lên. Siết bụng, siết đùi, mắt nhìn theo tay phải. Từ từ nâng cái chân trái lên cho em và giữ thăng bằng ở đây. 1, 2, 3. Thở ra, hạ xuống.
xuống. Rồi, chân trái lên, mắt nhìn theo tay trái. Siết bụng, siết đùi và thẳng lưng. Từ từ nâng chân phải lên cho em. Thở ra, hạ xuống. Rồi, hai tay đan tay và ôm được cái chân phải. Cố gắng thẳng lưng, thẳng đầu gối, mắt nhìn thẳng. Khi mà chưa mềm, chưa giãn ở cơ gân kheo thì chúng ta chỉ cần thẳng đầu gối thôi là đã thấy nó tác động vào cơ mông, cơ đùi và cơ gân kheo rồi. Hoa thẳng cái chân lên đi nha bạn. Đấy. Rồi, hít vào từ từ gập tay, mắt vẫn nhìn thẳng. Thở ra, hạ chân xuống. Rồi, hít vào chân lên. Siết bụng, siết đùi, hóp cái bụng vào và nâng cái chân cao lên. Thở ra, hạ xuống. Một lần nữa, hít vào, kéo cái chân lên. Chân về phía đầu gần hơn. Rồi, mắt nhìn thẳng. Thở ra, hạ chân xuống và đổi bên. Hai tay đan tay và ôm cái chân trái. Vào đi. Rồi, cố gắng thẳng lưng, thẳng đầu gối. Hít vào, từ từ gập tay, kéo chân về phía mình nhiều hơn. Thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Thở ra. Thẳng cái lưng lên cho em. Rồi, hít vào chân lên. Kéo cái chân về phía đầu mình nhiều hơn. Sẽ thấy cảm nhận được sự căng giãn ở cơ mông, cơ đùi và cơ gân kheo. Thở ra. Rồi, một lần này nữa thôi, cố lên. Ôm cái chân và kéo chân về phía đầu nhiều hơn. Mắt nhìn thẳng, thẳng lưng. Thở ra, từ từ hạ xuống và lắc cái chân. Em lấy thẳng mới đi. Rồi, chân phải gập và chân trái dựng với mũi bàn chân lên. Hít vào, hai tay lên. Thở ra, mắt nhìn thẳng, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Hít vào, lên. Thở ra, tay trái đặt lên đầu gối phải và từ từ tay phải vuốt thẳng qua đầu. Cố gắng vươn dài người thôi. Hít vào, lên. Thở ra, tay phải chống xong hông phải, úp cái mũi bàn chân trái xuống và đẩy cái hông cao lên. Hít vào, hai tay lên. Dựng cái mũi bàn chân trái lên ạ. Siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Rồi, cố gắng bụng chạm đùi và mắt nhìn thẳng lên ạ. Hít vào, lên. Thở ra, tay pha trái là bên đầu gối phải, nghiêng người. Cố gắng kéo giãn cơ lưng bên phải. Hít vào, lên. Thở ra, hạ tay phải xuống xong hông phải và úp phần mũi bàn chân trái và đẩy cái hông cao lên. Hít vào, hai tay lại lên. Thở ra, siết bụng, siết đùi và vươn dài người về phía trước. Ai mà bị căng quá thì trùng nhẹ cái đầu gối và hai tay nắm lấy cái chân. Trùng nhẹ đầu gối, hai tay nắm cái chân và vươn dài người, cố gắng đẩy cái gót chân về phía đằng trước. Và hai tay gập tay cho em. Hạ hai cái khuỷu tay xuống dưới thảm. Từ từ chán chạm ống chân. Hít vào lên. Còn thảm mới kia chị. Thở ra, tay trái đặt lên đầu gối phải và từ từ tay phải qua đầu. Tay phải nằm lên mé ngoài của chân trái, từ từ lách nhẹ cái vai phải hạ xuống, vai trái hạ xuống thẳng cho em. Mắt nhìn lên. Cố gắng kéo căng cái tay phải, kéo về phía mình nhiều hơn. Hít vào lên.
thở ra, tay phải hạ xong mông phải úp cái mũi bàn chân trái và đẩy cái hông cao lên, hít vào lên, thở ra hạ xuống, duỗi thẳng cái chân phải và chân trái gập chân, hít vào hai tay lên, thở ra siết bụng siết đùi và vươn dài người về phía trước, hít vào lên, thở ra tay phải đặt lên đầu gối trái và tay trái vươn qua đầu mắt nhìn lên, hít vào hai tay lên. Thở ra tay trái đặt sau mông trái và úp cái mũi bàn chân phải và đẩy cái hông cao lên, hít vào hai tay lên, thở ra siết bụng siết đùi và vươn dài người về phía trước, mắt nhìn thẳng cho em, hai tay lên nào, hít vào lên, thở ra tay phải đặt lên đầu gối trái và tay trái vươn qua đầu, mắt nhìn lên, hít vào hai tay lên, thở ra tay trái đặt sau mông trái úp cái mũi bàn chân phải và đẩy cái hông lên, hít vào hai tay lên, thở ra siết bụng siết đùi và vươn dài người về phía trước, trùng nhẹ đầu gối và hai tay nắm lấy cái bàn chân của mình, từ từ đẩy cái gót chân về phía đằng trước nhiều hơn và hai tay gập tay, khuỷu tay chạm đến thảm cho em, từ từ chán chạm ống chân, hít vào hai tay lên, thở ra tay phải đặt lên đầu gối trái và tay trái vươn qua đầu, từ từ tay trái nắm lấy mé ngoài của chân phải, mắt nhìn lên, cố gắng kéo cái chân về phía mình nhiều hơn, đẩy cái vai phải xuống, hít vào lên, thở ra tay trái hạ sang mông trái và úp cái mũi bàn chân phải xuống và đẩy cái hông cao lên, hít vào lên, thở ra hạ tay xuống và duỗi thẳng chân. Ngồi vào đây. Em ngồi trong đấy cho. Nắng cho nó được khỏi xương. Nắng cho nó không. Với sự chạy mà tay chân lại hướng. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn cái đầu gối. Hai đầu gối mở rộng bằng hông thôi nhá. Rồi hít vào hai tay lên. Ai mà ngả sau không được thì chúng ta chống cái mũi bàn chân lên. Còn nếu không nữa thì chúng ta sẽ dùng viên gạch để hạ phía sau, để khi ngả cái lưng ra nó sẽ dễ hơn như thế này. Để hạ. Rồi hít vào hai tay lên và đẩy cái ngực cao lên. Từ từ đẩy hông về phía đằng trước và tay phải nắm gót chân phải. Tay trái ngả ra sau, cố gắng hai vai thẳng hàng. Hít vào lên. Thở ra, đẩy hông về phía trước và tay trái nắm lấy gót chân trái, vai phải ngả ra. Hít vào lên. Đẩy cái ngực cao lên, thở ra, đẩy hông về phía trước và tay phải nắm gót chân phải. Từ từ ngả ra sau. Cố gắng hai vai thẳng hàng. Hít vào lên. Thở ra, tay trái nắm gót chân trái và ngả ra sau nhiều hơn. Đẩy cái hông về phía trước. Hít vào lên. Đẩy căng cái ngực lên. Rồi và đẩy cái hông về phía trước, từ từ hai tay nắm gót chân. Ta ngả về cái lưng trên nhiều hơn. Chị hạ, chị kiếm chân lên. Chống cái mũi bàn chân lên. Đấy, đúng rồi. Như thế hạ không? Đẩy hông về trước. Đúng rồi, như thế sẽ dễ hơn. Rồi, hít vào hai tay lên. Ai mà không được thì hỗ trợ một gạch mà. Từ từ trượt dài người về phía trước. Cố gắng này, đầu gối và mông vuông góc với nhau. Đẩy cái hông lên. Đẩy cái người lên và hạ cái ngực xuống thôi ạ.
lên nữa để đầu gối với mông thẳng hàng. Nhớ lên như thế. Em lên nữa đi. Rồi từ từ chống cái mũi chân và nâng thẳng cái đầu gối lên cho em. Đúng rồi, như thế chị chống mũi chân đi. Vẫn hạ cái ngực ở trên thảm nhá. Không, vẫn ở trên thảm. Rồi bây giờ chống cái mũi chân và nâng cái đầu gối lên. Không nâng được. Không nâng được. Không nâng được. Thở ra hạ xuống. Người bé em bé à. Rồi hai chân mở rộng bằng hông. Hai tay ra khỉu tay chạm đầu gối và tiến thêm một bàn tay nữa cho em. Hai ngón tay trỏ song song với nhau. Xòe cái bàn tay ra và xoay nhẹ cái bắp tay vào trong. Đúng rồi. Hít vào cuộn xương cụt và vươn người lên. Cố gắng người cầm lên và mắt nhìn qua chóp mũi để ở trán không bị nhăn. Thở ra, siết bụng, siết đùi để mắt nhìn rốn. Hít vào lên. Thở ra, siết bụng, siết đùi, mắt nhìn rốn. Hít vào lên. Thở ra, siết bụng, siết đùi, mắt nhìn rốn. Rồi hít vào, tay phải lên. Tay phải ra ngang. Thở ra, hạ cái vai phải xuống cạnh tay trái và tay trái lên. Cố gắng tay trái ngả ra sau. Rồi hít vào. Tay trái lên, tay trái ra ngang. Thở ra, hạ cái vai trái xuống và tay phải ngả ra sau nhiều. Hít vào lên. Tay phải hạ xuống, cái vai phải hạ xuống bên cạnh tay trái và giữ thăng bằng ở đây cho em. Cố gắng này, siết bụng, siết đùi và nâng cái chân trái lên cho em. Siết bụng, siết đùi, hót cái bụng vào để cho nó giữ vững. Vững rồi hãy nâng cái chân lên nhá. Rồi từ từ này, gập chân và tay nắm cổ chân. Hóp cái bụng vào. Đẩy căng cái cánh tay. Rồi và giữ ở đây. Từ từ này, nâng cái chân phải lên. Nâng chân phải lên. Rồi cái chân phải nâng lên. Siết bụng, siết đùi nhiều hơn. Đúng rồi, cố gắng vuốt căng cái mũi bàn chân lên. Sẽ rất là đẹp. Có sâm vào được không? Rồi thở ra, từ từ hạ xuống. Khi mà chúng ta làm siết bụng siết đùi nó sẽ vững. Vâng, lần này chị làm thấy ok hơn. Hít vào, tay trái sang ngang. Thở ra, hạ cái vai trái xuống ạ. Cố gắng giữ thăng bằng ở đây. Từ từ nâng cái chân phải lên cho em. Siết bụng siết đùi, hóp cái bụng vào. Nâng cái chân phải thẳng lên ạ. Chân phải thẳng lên. Đúng rồi, và giữ thăng bằng ở đây. Từ từ gập cái chân phải. Tay nắm lấy cổ chân. Tay nắm cái chân và căng cái tay ra. Đúng rồi, nâng như này. Siết bụng, siết đùi nhiều hơn. Siết bụng, siết đùi vào. Rồi từ từ này, nâng cái chân trái lên. Chân trái siết vô vô. Siết cái đùi trái đi. Đúng rồi, như thế. Nâng cái chân lên. Rồi thở ra, xuống. Rồi từ từ đẩy người về bên ngược cho em. Thả lỏng cái vai và mông hướng lên trên trần. Cố gắng siết cái mông. Siết bụng, hóp cái bụng vào và đẩy cái mông cao lên. Cái mông đẩy cong nó lên. Từ từ này, hít vào, nâng chân phải lên. Chân phải cao lên ạ. Chân trái kiễng lên. Siết bụng, siết đùi và đưa cái chân phải về giữa hai tay. Đường, cố gắng siết bụng, siết đùi để đưa một khắc là cái chân nó phải về giữa hai cái tay luôn. Rồi có hai cách nhá. Một là hạ cái đầu gối của chân trái xuống.
hai là chị mà hạ, đúng rồi, chị hạ cái đầu gối chân trái xuống, còn lại mọi người thì không cần hạ nhá, vì thế lên dạng siết bụng, siết đùi và kiếng cái chân trái lên này, siết cái đùi trái để cho cái đầu gối nó cao lên, hít vào hai tay lên, thở ra, hai tay đan tay và khép hai cái lòng bàn tay vào với nhau, đẩy cái ngực lên, mắt nhìn lên, hít vào hai tay lên, thở ra, từ từ hạ hai cái tay xuống và đẩy thẳng cái đầu gối chân phải. Hít vào hai tay lên, thở ra, siết bụng, siết đùi và khép hai cái khuỷu tay vào với nhau, đẩy căng ngực lên. Hít vào hai tay lên, thở ra, từ từ hạ hai cái tay xuống và đẩy thẳng cái đầu gối chân phải. Ai mà không làm được cứ hạ cái đầu gối chân trái xuống cho em nhá. Hít vào hai tay lên, thở ra, đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay khép chặt vào với nhau, em hạ cái đầu gối nhẹ xuống, đúng rồi, như thế mà đẩy căng cái ngực lên. Hít vào hai tay lên, thở ra, từ từ hai tay hạ xuống và đẩy thẳng cái đầu gối chân phải. Đầu gối chân phải thẳng rồi, từ từ hai tay gập xuống, chán chạm gối chân, gập cái tay xuống và vươn dài người về phía trước đi, vươn thẳng cái đầu gối đi, đấy đúng rồi, như thế vươn dài người, hai tay gập xuống, ngang gập đi, hít vào, thu cái chân về nghe tay ngược, rồi thở ra, cố gắng này, mông hướng lên trên trần, thả lỏng cái vai. Hít vào, chân trái lên, chân trái cao lên, chân phải kiếng chân lên, siết bụng, siết đùi và đưa chân trái về giữa hai tay. Một lần thôi, đúng rồi, như thế. Ai mà chân yếu thì sẽ hạ cái đầu gối của chân phải xuống nhá. Hạ cái đầu gối chân phải xuống, em cứ hạ như thế này, em làm từ đầu gối như thế nhá. Rồi, hít vào, hai tay lên, ta phương hoặc yếu á. Em thở ra, đan hai tay và lòng bàn tay khép vào với nhau, đẩy cái ngực lên. Hít vào hai tay lên. Thở ra, hai tay hạ xuống và thẳng cái đầu gối của chân trái. Hít vào hai tay lên. Thở ra, đan hai tay, lòng bàn tay khép chặt với nhau và đẩy cái ngực lên. Mắt nhìn lên, đẩy ngực cao lên. Hít vào hai tay lên. Thở ra, hạ hai tay xuống và đẩy thẳng cái đầu gối. Và giữ ở đây, cố gắng đẩy thẳng cái đầu gối đi ạ. Từ từ hai tay gập tay. Rồi và chán chạm ống chân. Rồi hít vào, đẩy người về bên ngược. Thở ra, cố gắng này, đẩy thẳng cái đầu gối ra cho em, chân bước lên phía trước một tí đi chị Hiền Sâm, đấy đúng rồi, mông hướng lên trên trần và hạ cái vai xuống, thả lỏng cái vai, tay vẫn thẳng tay ạ, chị hạ cái vai này thôi, đẩy ngược như thế này, đấy, để thấy nó khác hơn không? Rồi hít vào, chân phải lên, chân phải cao lên, chân trái kiếng chân, từ từ chân phải gập và ngả sang bên trái, đẩy cái hông lên. Chân trái thẳng và chân phải kiếng chân lên, đúng rồi, như thế, kiếng cái chân bên phải lên, rồi hít vào, lại về bên ngược, thở ra, hít vào, chân trái cao lên, chân phải kiếng chân lên, từ từ chân trái gập và ngả sang bên phải, rồi chân trái kiếng chân lên và chân phải thẳng, ngả ra sau nhiều hơn, cố gắng là ngả cái vai ra, rồi hít vào, chân lên, thở ra, hạ xuống,
Một lần nữa nhá, hít vào chân phải lên. Chân phải cao lên và chân trái kiếm chân lên. Từ từ chân phải ngước ra ngoài tay phải. Đúng rồi. Rồi tay phải cầm đặt lên đầu gối của chân phải và đẩy cái chân ra. Đẩy cái đầu gối ra thẳng căng cái tay. Chị đang không chỉnh nhạc, không chỉnh. Chị đang tập trung. Hít vào lên. Chị nhớ ạ. Thở ra, chân phải đã bước ra ngoài tay phải và đẩy thẳng cái đầu gối. Lắc đi, nó bằng chân phải. Rồi hít vào chân phải lại lên. Thở ra, cái chân phải hạ xuống bên ngoài của tay phải. Và tay phải đặt lên đầu gối phải và đẩy thẳng cái tay. Rồi hít vào hai chân lên. À chân phải lên. Thở ra. Chân phải đặt giữa hai tay. Chân phải đặt giữa hai tay. Rồi từ từ này. Tay trái gập tay. Rồi tay phải đặt cái bàn tay phải ra phía bên ngoài của chân phải. Rồi từ từ hạ cái đầu gối chân trái xuống cho dễ làm. Rồi đẩy cái chân phải này lên. Siết cao cái chân phải. Đẩy thẳng cái chân phải lên. Chân phải được đặt lên cái kiểu tay phải rồi. Và đẩy thẳng cái đầu chân lên. Siết căng cái chân và đẩy thẳng cái chân lên.
thở ra lại đẩy nó xuống. Hít vào kéo cái chân phải lên. Xuống là không lên được. Thở ra hạ chân xuống. Hít vào chân trái lên. Thở ra hạ cái gót chân trái xuống bên ngoài của tay trái. Đúng rồi, bây giờ hít vào kéo cái gót chân về. Thở ra lại đẩy cái gót chân lên. Hít vào lên. Thở ra. Ôi trời mẹ ơi. Hít vào lên. Thở ra. Cố gắng đi. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào đẩy người về bên ngược. Rồi thở ra đẩy người về tấm ván cho em. Siết bụng siết đùi nhiều. Mông thấp xuống. Đẩy người về phía trước. Đẩy người chứ phải tay. Tay vẫn giữ nguyên thế. Đẩy đúng rồi như thế. Siết bụng siết đùi. Từ từ nghiêng sang trái và tay phải lên. Như này cho cái cổ tay nó khỏe. Thở ra hạ tay phải xuống. Hít vào và tay trái lên. Thở ra. Rồi hít vào tay phải lên. Cố gắng lên. Siết bụng siết đùi nhiều. Thở ra. Hít vào và tay trái lên. Thở ra. Từ từ hạ hai cái đầu gối xuống. Hạ ngực xuống. Xoay vai mở ngực và trườn người về rắn hổ mang. Thở ra từ từ hạ xuống. Nhanh làm cái này đi. Hít vào xoay vai mở ngực và trườn người lên. Cố gắng trùng cái khuỷu tay cho em. Để đẩy vào cái lưng nhiều hơn. Thở ra từ từ hạ xuống. Cái động tác này nó làm đỡ đau lưng rất là nhiều đấy. Hít vào xoay vai mở ngực và trườn người lên. Đẩy thẳng cái khuỷu tay cho em. Xoay cái bắp tay vào bên trong đi. Từ từ hai chân gập chân lên. Ngả người ra sau nhiều. Ôi bà thở đầu rồi chạm vào chân. Thở ra hạ xuống. Chụp lại. Em nào nó chị nhá. Hỗ trợ bằng dây để kéo được lên. Một lần nữa em hít vào. Xoay vai mở ngực và trườn người lên. Đẩy thẳng cái khuỷu tay. Từ từ hai chân gập lên. Đẩy thẳng cái khuỷu tay, hai chân gập và ngả về phía sau nhiều hơn. Rồi thở ra, duỗi thẳng tay và chân. Bắt đầu lại đến cảnh giới. Rồi như thế dần 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 dần. Rồi hai tay qua đầu. Lại qua đầu đấy. Hai tay chân lên đấy. Rồi hít vào tay lên và chân lên. Cố gắng siết bụng siết đùi nhiều để cho cái chân nó thẳng lên. Thở ra. Hít vào và chân lên. Tay lên. Tay cao lên. Chân cao lên. Thở ra. Hít vào và lên. Tay cao lên. Chân cao nó lên. Đúng rồi. Thở ra và xuống. Rồi hai chân gập chân và tay nắm cổ chân. Khép hai cái đầu gối vào cho em. Hít vào lên. Rồi vươn người cao lên. Lên hướng vươn người lên. Thở ra từ từ hạ xuống. Đẩy cái chân để cho cái tay nó kéo lên. Hít vào lên. Vươn người cao lên. Sao tay thì không thở ra từ từ hạ xuống. Duỗi thẳng tay và chân. Một lần này nữa thôi nhá. Hít vào đầu lên. Mắt nhìn chân. Vuốt căng cái mũi vào chân. Thở ra nhấn kiểu tay và đẩy cái ngực lên. Hạ cái đỉnh đầu xuống. Siết căng cái mũi bàn chân để cho đầu gối không bị trùng. Rồi thở ra. Rồi hai tay sang ngang, lòng bàn tay úp. Ôi giời ơi. Cơ thể nó sẽ sao cơ?
hít vào hai chân lên. Chị chả kêu không? Rồi, thở ra từ từ nghiêng sang bên phải, siết bụng siết đùi mà không hạ cái chân xuống. Bắt mỡ. Bắt mỡ. Hít vào về giữa. Thở ra nghiêng sang trái. Rồi siết bụng siết đùi nhiều hơn, hạ thấp xuống đi Ngọc Anh. Quyên với chị hai. Hít vào về giữa. Thở ra một lần nữa nghiêng sang phải. Siết bụng siết đùi nhiều hơn. Thẳng cái đầu gối, gập cái chân cao lên đi Nhung. Hít vào lên. Thở ra nghiêng sang trái. Siết bụng siết đùi để đầu gối thẳng. Rồi hít vào về giữa. Thở ra hai chân đập chân. Máu huyết nó lưu thông của chân, chúng ta đỡ để giãn tĩnh mạch. Thẳng cái đầu gối lên. Đúng rồi. Thẳng cái đầu gối lên. Siết căng cái mũi, thẳng cái đầu gối. Thẳng mạch nó em. Hai cái má và chân đấy nó không có xương đâu, là mạch nó một tí. Thẳng cái đầu gối lên Vân. Rồi thở ra. Thả cái chân xuống. Rồi hít vào hai chân gập chân. Hai chân gập lên như này. Rồi đầu gối sang bên phải, mắt nhìn trái. Cố gắng đầu gối chạm với khuỷu tay. Hít vào về giữa. Thở ra sang trái, mắt nhìn phải. Hít vào về giữa. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi hít vào về giữa. Hai tay ôm chân. Và lắc lưng lên xuống cho em. Lúc nằm ra thì dạng cái chân ra. Lần này không phải lên cái ghế đâu. Hít vào lên. Đúng rồi, dạng cái chân ra. Đúng, lao về phía trước nhiều. Đấy. Rồi duỗi thẳng cái chân ra, cái đầu gối thẳng ra. Hít vào lên. Vươn dài người trước, bây giờ vươn từ từ đấy. Ôi trời. Hoa cứ lên thì bắt đầu là con người sẵn. Đói rồi. Rồi nằm thư giãn, nằm ngửa ra. Mày đồng nhá, bên thứ hai mình tập hơi nặng lên một tí mà mọi người rất phấn khởi. Nếu mà có độ khoảng ít người quá mọi người lại cứ thấy là nó cũng oải oải. Sáng nay đi tập được 5 giây ăn áp lắm rồi kìa. Em cũng đi tập sớm chị. Không nhưng mà lần sau phải xem kẽ những lứa không biết tập như cái hoa văn mà cái xa chỉ ra. Chị cứ rồi là nó mất tập trung. Không phải, chị nhìn cho nó xa. Nhưng mà đây bạn nhớ theo dõi xong gửi tập cho bạn chị nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh chia sẻ giúp cho em nhà mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.